Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bộ động cơ cổng tự động âm sàn 220V Wukang cơ V2. Đây là chế độ mở hai cánh. Với tất cả các loại động cơ thì đều có hai chế độ, đó là chế độ mở hai cánh hoặc là một cánh, mở toàn phần hoặc mở một phần. Đây hai động cơ được đặt ở âm dưới sàn, được chôn âm dưới sàn là hai cái đế, bên trong là động cơ. Mỗi động cơ có thể kéo tải trọng cho cánh cổng lên tới 800 cân. Để phù hợp với tất cả các rất nhiều loại cổng thông dụng bây giờ. Cổng đúc có thể những loại cổng đúc nặng hơn 800 cân thì mình sẽ có motor phù hợp hơn lên tới một tấn. Ở phía hai bên trụ cổng là hai cảm biến an toàn. Hai cảm biến an toàn này có tác dụng là khi mà có người hoặc phương tiện ô tô đi qua lại thì cổng sẽ ngay lập tức dừng lại và mở ngược ra để không va vào phương tiện cũng như va vào người đi lại. Đó, rất an toàn. Bây giờ mình đóng mở chế độ hai cánh. Trên này mình cài đặt nút trên là nút hai cánh, nút dưới là nút một cánh. Sẽ ấn mở chế độ một cánh. Ở cả hai chế độ thì các bạn đều có thể dừng và đóng cổng ở bất kỳ trạng thái nào. Đó, mình ấn vào là cổng sẽ dừng. Ấn vào cổng sẽ đóng. Khi mà có người đi qua lại nhé. Nhưng mà có người đi qua cổng. Đó, thì cảm biến sẽ tác động và cánh cổng ngay lập tức sẽ mở ngược ra. Cái cổng sẽ mở ngược ra. Mình muốn dừng này và đóng cổng lại này, ấn lại lần nữa cổng sẽ đóng lại, rất tiện, an toàn và tiện lợi. Đó, cổng đã đóng hết. Đây mình muốn mở chế độ hai cánh để ô tô đi vào. Rất ok. Ấn dừng. Khi mà gần hết hành trình mở hoặc gần hết hành trình đóng, cổng sẽ giảm tốc độ để giảm cái lực va đập. Mình sẽ đóng lại. Đó. Rồi cổng đã giảm tốc độ. Mình đã set up 25% hành trình cuối. Cổng sẽ đóng ở với cái mức lực nhẹ hơn. Khi mà mất điện thì các bạn sẽ mở cái nắp này ra, nắp cao su ra và cắm chìa khóa vào đây. Sau đó mở, kéo cái này ra và sẽ mở cổng bình thường. Đây là đế động cơ, hoàn toàn âm ở dưới sàn, rất thẩm mỹ. Cả hai bên đều có thể mở được chìa khóa cơ khi mất điện, cả ở phía trong và cả ở phía ngoài, rất thẩm mỹ và đẹp, chắc chắn và an toàn, tiện lợi. Các bạn có nhu cầu lắp đặt thì liên hệ với mình ở số điện thoại mình có ghi ở phía dưới phần mô tả video. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video.